Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm 20 tháng 7 vừa qua, tức là kỷ niệm Hiệp định Geneva ngày 21 tháng 7 năm 1954, có vài vị khán thính giả gọi cho chúng tôi nhờ theo dõi nhận xét về những cái bài nói chuyện về Hiệp định Geneva của một số người không có chuyên nghiệp, không có chuyên về sử, vì họ e rằng sẽ có một số điều gì không ổn ở trong đó, hoặc là cố tình hoặc là vô ý trong những cái bài nói chuyện của người ta. Vì thế chúng tôi nhờ giáo sư Nguyễn Mạnh Quang là người nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời cận đại trình bày tổng lược những cái điểm quan trọng của sự kiện lịch sử này, những cái sự kiện mà thường bị xuyên tạc nhất bởi những cái thế lực phá hoại tính chính nghĩa của cuộc chiến giành đại độc lập và thống nhất cho nước nhà. Họ có những cái thuyết âm mưu thay đổi thứ tự thời gian như thế nào đó để cho khán giả có một cái nhìn khác về lịch sử. Hôm nay thì những cái đề mục sẽ được trình bày trong cái chuỗi video kỳ này có lẽ là phải chia ra làm nhiều tập. Thứ nhất là chúng tôi sẽ nhờ giáo sư sơ lược về cái Hiệp định Geneva, rất là sơ lược, và quốc gia Việt Nam vi phạm thế nào, và cái quốc gia Việt Nam là ai, rồi tới Việt Nam Cộng Hòa từ chối tổng tuyển cử như thế nào, Việt Nam Cộng Hòa một là ai, và sẽ đi sâu vào những cái điểm mà người ta thường xuyên tạc nhất là chế độ Ngô Đình Diệm và chuyện yêu cầu Mỹ đổ quân, cũng như cái việc ông có tội ác với chất độc da cam như thế nào. Thì đó là những cái đề mục mà chúng tôi sẽ từ từ trình bày. Và hôm nay nói về cái Hiệp định Geneva tổng quát. Thân chào quý vị khán thính giả. Trước khi nói thì về hội Geneva thì chúng ta cũng nên nói đến cái bối cảnh để đưa đến hội nghị Geneva bàn thảo về vấn đề chấm dứt chiến tranh Đông Dương. Vào đầu năm 1954 thì có rất nhiều thương nước để đồng ý ngồi vào bàn hội nghị để bàn về vấn đề còn lòng thòng trong cái cuộc chiến tranh Triều Tiên vừa mới kết thúc. Nhưng mà đến ngày 26 tháng 4 thì thấy rằng chiến trường tại Đông Dương, nhất là cái cuộc trận chiến tại Điện Biên Phủ, trở nên giai đoạn vô cùng quyết liệt, mà cái phần thua thì chắc chắn là người ta đã tin lẹo về người Pháp. Bây giờ Pháp có gần 16.000 quân trú đóng tại các căn cứ Điện Biên Phủ, cho nên những người lãnh đạo đa số là những người các cường quốc, trong đó có Anh, có Pháp, có Mỹ, có Liên Xô, có Trung Quốc, bàn nhau họp để chấm dứt chiến tranh Đông Dương. Nếu mà họ thấy rằng cái cơ nguy của đảng Pháp bị thua thì chắc là họ cũng có một số nước là định cứu vãn cái thể diện cho Pháp, hy vọng Pháp có thể chấm dứt chiến tranh và rút lui về Pháp trong danh dự. Thì đó là ngày 26 họ bắt đầu họ bàn thảo về vấn đề chấm dứt chiến tranh Đông Dương. Nhưng mà mãi đến ngày mùng 8, tức là sau khi mà Điện Biên Phủ quân ta đại thắng ở Điện Biên Phủ, thì bây giờ họ mới nghiêm túc bắt đầu nói chuyện về cái hội nghị Geneva. Thì lúc mà bắt đầu hội nghị Geneva thì có những cái bên Pháp là đại diện của chính quyền Pháp, bây giờ là chính quyền Pháp bảo thủ, do ông Nanien làm thủ tướng và ông Bidon làm ngoại trưởng. Đây là cái đảng Thiên Chúa Giáo của Pháp bảo thủ nước cầm quyền. Và bên Việt Nam thì có chúng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do ông Phạm Văn Đồng làm trưởng phái đoàn. Thì chúng tôi thấy rằng vào bàn hội nghị đó là hai bên đàm phán chính, thì đó là Pháp trực tiếp nói chuyện với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thì những nước kia chỉ là tham dự quan sát. Còn về bên ông chính quyền của ông Bảo Đại, cũng như chính quyền Hoàng gia Cao Minh và chính quyền Hoàng gia Lào, thì chỉ đóng cái vai trò quá danh mà không có được tham dự vào hội nghị, ngay cả được không được vào để quan sát hội nghị. Và bên Pha Thét Lào, tức là phía Cộng sản Lào với lại bên Cộng sản Minh, thì coi như là được chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đại diện, chứ cũng không được tham dự. Vai trò của họ cũng y hệt như là vai trò của ông Bảo Đại với lại của chính phủ Hoàng gia Cao Minh và chính phủ Hoàng gia Lào mà thôi. Tức là không, những cái phe này đó thì hoàn toàn không được ngồi vào hội nghị để mà bàn chuyện, mà cũng không được quan sát cái hội nghị này. Thì nếu mà sau này kết thúc thì cũng chỉ có hai thành viên được ký kết, đó là giữa Pháp và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vậy thì
Đây là một cái yếu tố quan trọng để sau này họ nói rằng là vì ông Diệm hay là cái chính quyền miền Nam không có ký hiệp định như thế, cho nên họ có quyền không tuân hành. Thì ông, tôi thấy ông Trần Hùng, ông ấy lấy ví dụ là cái quốc hội mà làm luật thì đa số là những đại biểu của người dân họp với nhau rồi họ tán đồng cái dự luật thành đạo luật, thì người dân hoàn toàn không có ký. Mà người dân không có ký đâu có quyền nói rằng tôi đâu có ký vào cái đạo luật đó để mà tôi phải tuân hành. À, bây giờ chúng tôi đến đây, tôi nhờ ban biên tập đọc cho tôi vài điểm cơ bản nhất của cái hội nghị Geneva. Đầu tiên là các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, không can thiệp vào công việc nội bộ ba nước. Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương. Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào Đông Dương. Nước ngoài không được đặt căn cứ quân sự tại Đông Dương. Cho tôi ngưng cái chỗ này. Ngay sau đó 1-2 tháng thì Mỹ đưa cố vấn quân sự vào miền Nam Việt Nam và vũ khí võ trang cho quân đội Việt Nam. Là cái chuyện này không những sách vở nó nói như vậy, mà cái lúc đó tôi đã vào miền Nam thì tôi thấy rằng là vũ khí của Mỹ thay thế nhất cho vũ khí của Pháp trước. Nói tiếp cái phần sau. Điểm kế, Hiệp định Geneva 1954 trong điều 17, 18, 19 và trong điểm 4 và 6 đã quy định rõ ràng là cấm không được đưa vào Việt Nam các thứ vũ khí nước ngoài, cấm nước ngoài không được lập căn cứ quân sự ở Việt Nam, cấm đưa binh lính, nhân viên quân sự và vũ khí đạn dược nước ngoài vào Việt Nam. Giới tuyến 17 là tạm thời, không phải là giới tuyến chính trị hoặc giới tuyến lãnh thổ. Việt Nam sẽ thống nhất bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do khắp cả nước vào năm 1956. Điều 6 của bản tuyên bố chung ghi rõ đường ranh giới quân sự tạm thời này không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một biên giới phân định về chính trị hay lãnh thổ. Ở cái điểm này thì tôi thấy có rất nhiều người không hiểu về cái bản văn của cái Hiệp định Geneva, cho nên là họ nói rằng sau năm 1954 theo Hiệp định Geneva thì Việt Nam bị chia ra làm hai nước. Rồi họ cho rằng hai nước đó là hai nước vĩnh viễn, riêng biệt. Đó là họ cố tình không hiểu rằng cái điều khoản Hiệp định Geneva đã quy định rằng hai bên phải hiệp thương vào năm 1955 để chuẩn bị tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng mà họ lại giấu nhẹm cái chỗ đó để họ bao che, bảo vệ cái sai lầm, cái vi phạm Hiệp định Geneva của chính quyền miền Nam Việt Nam. Ngày 21 tháng 7 năm 1954 thì họ đưa ra cái bản tuyên bố cuối cùng. Theo cái lời bản tuyên bố cuối cùng này thì họ nói rằng Việt Nam sẽ được tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 1956 và tháng 7 năm 1955 thì hai chính quyền Nam và Bắc phải hiệp thương với nhau, tức là tìm cách gặp nhau để bàn về cái cách thức tổ chức tổng tuyển cử vào năm 1956. Đến đây thì tôi nhờ ban biên tập nói đọc cái đoạn văn nói về thái độ của Hoa Kỳ. Theo Thủ tướng Pháp Mendes France, phía Pháp biết là Mỹ sẽ không chấp nhận ký vào bất kỳ văn bản nào có sự tham gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vì khi đó Mỹ công nhận Đài Loan chứ không công nhận Trung Quốc. Điều này buộc Pháp và các bên khác phải tạo ra một văn kiện đủ sức ràng buộc Mỹ vào Hiệp định Geneva. Theo Mendes France, mặc dù Mỹ đã không ký hiệp định nhưng với những tuyên bố của mình, Mỹ đã thừa nhận và bị ràng buộc bởi hiệp định. Bây giờ chúng tôi nói về cái chuyện tổng tuyển cử và miền Nam từ chối không tổ chức tổng tuyển cử. Thì như trên đã nói là Mỹ đã ràng buộc tuân hành những cái điều khoản của Hiệp định Geneva. Nhưng sau đó 1-2 tháng thì Tổng thống Eisenhower thấy rằng nếu tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 1956 thì có tới 80% cả nhân dân miền Bắc lẫn nhân dân miền Nam sẽ bỏ phiếu ủng hộ ông Hồ Chí Minh. Đồng thời cũng ông giám đốc CIA của Mỹ là ông Alan Dulles nói rằng nếu mà tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 1956 thì ông Hồ Chí Minh sẽ thắng cử như nước triều dân. Ông Diệm không có cách nào chống lại nổi.
Do đó tốt hơn hết là ông Diệm nên từ chối tổng tuyển cử. Vì thế mà tình trạng đất nước chúng ta bị rơi vào cảnh pha phân và chiến tranh bùng nổ là như vậy. Ở đây trong tài liệu có nói là ông CIA của Mỹ là Alan Dulles đề nghị là ông Ngô Đình Diệm chỉ có một lối thoát là tuyên bố không thi hành Hiệp định Geneva. Do đó là được Mỹ khuyến khích thì ông Ngô Đình Diệm kiên quyết từ chối tổng tuyển cử. Thái độ của Mỹ là nó muốn có một chính phủ chống cộng tồn tại ở miền Nam Việt Nam, bất kể chính phủ đó có tôn trọng nền dân chủ hay không. Đó là lời người ta ghi vào trong tài liệu như vậy. Đến đây chúng tôi xin nói về cái đề mục Mỹ và miền Nam Việt Nam vi phạm Hiệp định Geneva. Thì theo cái điều khoản của Hiệp định Geneva là cấm các thế lực ngoại nhập không được đưa vũ khí, quân đội và đặt căn cứ ở tại Việt Nam. Thế nhưng ngay sau đó khi mà Pháp bắt đầu rút lui quân đội khỏi Việt Nam vào cuối tháng 2 năm 1955 thì Mỹ lại đưa một số lớn vũ khí và quân đội lập căn cứ ở ngay Phi Luật Tân để chuẩn bị đưa vào Việt Nam. Nhờ ban biên tập nói cái đoạn văn nói về cái chỗ này. Ngày 12 tháng 2 năm 1955, Pháp rút các sĩ quan huấn luyện khỏi Việt Nam, trong khi Mỹ bắt đầu giúp huấn luyện sĩ quan Việt Nam tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương, huấn luyện các lực lượng vũ trang của quốc gia Việt Nam, sau này là Việt Nam Cộng Hòa, xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ quân sự tại Philippines, bí mật đưa một lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự vào Việt Nam, giúp đỡ phát triển các kế hoạch Bình Định Việt Minh và các vùng chống đối. Cho tôi xin mở ngoặc cái chỗ này một tí là cái trong cái thời gian này đó là ông Diệm đã làm thủ tướng ở miền Nam từ tháng 7 năm 1954 mà không thấy có một cái bản văn nào nói ông Diệm từ chối cái vấn đề Mỹ đem quân vào võ trang cho quân đội Việt Nam. Thì ấy thế mà tôi lại thấy có người là nói rằng là Mỹ ông Diệm từ chối việc Mỹ đem quân vào Việt Nam. Thì tôi thấy cái điều này là họ đã sửa lại lịch sử chứ không phải là như vậy. Tôi xin nói thêm là trong cái mục vi phạm Hiệp định Geneva này có một điểm mà những người muốn phục hồi chế độ Ngô Đình Diệm thường nói rằng vì ông Diệm chống lại Mỹ đổ quân vào Việt Nam cho nên Mỹ mới sát hại ông Diệm. Điều này là họ nói sai, bởi vì vào cuối năm 1960 khi ông Thi đảo chánh thì chính quyền ông Diệm đã yêu cầu Mỹ đổ quân vào Việt Nam để bảo vệ chế độ của ông Diệm. Cái vấn đề này chúng tôi đã làm một cái video nói rõ rằng ông Diệm không những không chống lại Mỹ đổ quân vào mà ông Diệm còn yêu cầu Mỹ đem quân vào để bảo vệ chế độ của ông Diệm. Thì chúng tôi thấy là này, cái sự kiện lịch sử nó trái ngược lại. Trong các tài liệu mà ở trong, ví dụ như ở trong cái cuốn Các Vua Cuối nhà Nguyễn tập 3, thì chúng tôi thấy rằng có đoạn văn như thế này: tài liệu kho Cambodia Laos Việt Nam ghi nhận ông Ngô Đình Diệm ít nữa cho tới ngày mùng 7 tháng 11 năm 1961 không những muốn đón nhận quân chiến đấu Mỹ và các nước bạn mà còn tuyên bố đại đa số dân Việt Nam tán thành việc này. Như thế là những lời ông Diệm tuyên bố chống Mỹ vào năm 1963 của vợ chồng ông Ngô Đình Nhu chỉ nhắm vào các cố vấn quân sự Mỹ, sau khi ông Ngô Đình Nhu đã bí mật gặp đại diện Cộng sản. Điều này chứng tỏ rằng là ông Diệm có chủ trương đưa quân đội Mỹ vào, và không những đưa quân đội Mỹ vào mà đưa các quân đội đồng minh vào. Trong các sách khác thì nói rằng Tổng thống Diệm nhờ Linh mục Rayon Jagger, người Mỹ, quốc tịch Mỹ, xin với Đại sứ Mỹ Albert de Rau thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào Sài Gòn để bảo vệ công dân Mỹ và kiểm soát phi trường Tân Sơn Nhất. Ông de Rau tin rằng điều này không thể được cho tới lúc 13 giờ rưỡi, tức là 1 giờ rưỡi, vẫn chưa có Mỹ kiều nào bị tổn hại. Điều này là chứng tỏ rằng ông Diệm đã yêu cầu quân đội Mỹ đổ bộ vào
để bảo vệ cái chế độ của ông và kiểm soát phi trường Tân Sơn Nhất, ý là muốn ngăn chặn đám ông Tướng Thi nếu mà thua thì chạy ra ngoại quốc. Sau đó thì chúng tôi lại thấy có cái tài liệu là của ông McNamara, nơi trang 39 bản tiếng Anh, ngoại trưởng Dulles, Dean Dulles và các cố vấn của ông ta cùng đi đến kết luận như vậy. Ngày 11 tháng 11 năm 61, ông ta và tôi sau khi suy nghĩ và thảo luận thêm cùng gửi một văn thư lên bộ, tức là ngoại giao và quốc phòng, cho Tổng thống Kennedy để can ngăn gửi quân chiến đấu sang Việt Nam, đề nghị của ông West, tức là Rostow, và tướng Maxwell Taylor. Chiều hôm ấy, Tổng thống Kennedy đã đem cả hai bản văn đó ra giữa buổi họp tại Tòa Bạch Ốc. Ông nói rằng ông không muốn cam kết một cách vô điều kiện sẽ giữ miền Nam Việt Nam khỏi bị sụp đổ và tuyệt đối không chấp nhận việc gửi quân tác chiến sang Việt Nam. Cuối cùng, Tổng thống đồng ý và tham mưu báo chí Pierre Salinger đã đưa ra bản thông báo sau buổi họp. Bản thông báo này có đoạn nói như sau: Bộ trưởng Quốc phòng McNamara và tướng Taylor báo cáo rằng chương trình huấn luyện của Mỹ tại Việt Nam sẽ tiến triển đến mức độ 1.000 quân nhân Mỹ đang đóng tại miền Nam Việt Nam sẽ có thể rút lui vào cuối năm nay. Thế cái đoạn văn này nó ở trang 106 ở trong cuốn sách này, tức là bản dịch Việt. Nãy giờ chúng tôi đã nói về vấn đề miền Nam với lại Mỹ vi phạm Hiệp định Geneva. Bây giờ xin nói về vấn đề miền Bắc cố gắng tuân hành, thi hành cái Hiệp định Geneva, và họ đã cố gắng vận động tối đa để được cái chính quyền miền Nam triệt để thi hành cái điều khoản tổng tuyển cử. Đến đây tôi xin nhờ ban biên tập đọc cái đoạn văn của sách sử ghi lại như thế nào để quý vị thấy rõ. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Regard vào ngày 18 tháng 11 năm 1954, tức là mới có mấy tháng sau Hiệp định Geneva, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: chúng tôi thi hành triệt để các điều khoản định chiến. Chúng tôi tiếc rằng các lực lượng Pháp không thi hành được như thế mà còn làm trái nhiều là khác. Chúng tôi hết sức làm việc để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước Việt Nam. Chúng tôi phải ra sức xây dựng lại nền kinh tế của nước chúng tôi bị chiến tranh làm phá và nâng cao đời sống của đồng bào chúng tôi, trước hết là của nhân dân lao động, thành thị và thôn quê. Tôi nghĩ rằng tình hình hiện nay, tức là vấn đề di cư của người Công giáo sau khi được ký ở miền Nam Việt Nam đáng lo ngại, vì bọn can thiệp Mỹ ngày càng nhúng vào một cách trắng trợn. Chắc chắn là đồng bào của chúng tôi ở miền Nam sẽ kiên quyết phản đối. Tất nhiên là chúng tôi có quan hệ anh em với các nước trong mặt trận dân chủ. Đồng thời chúng tôi muốn lập quan hệ hữu nghị với tất cả các nước khác, trước hết là với các nước châu Á. Cho nhân tiện đây thì cho tôi xin nói thêm về vấn đề miền Nam với lại Mỹ đã vi phạm Hiệp định Geneva bằng cách chủ trương tìm cách đưa những người Công giáo từ miền Bắc vào miền Nam để làm cái thế lực ủng hộ ông Diệm, để sau này để củng cố cái chính quyền của ông Diệm. Thì cái điều này là chính Linh Mục Trần Tam Tỉnh đã nói rõ trong cái cuốn Thập Giá và Lễ Gươm, và do người Mỹ là ông Đại tá Lendell đến chủ trì, và với sự cộng tác chặt chẽ với lại các nhà thờ tại miền Bắc, thì cái điều này được ông Linh Mục Trần Tam Tỉnh nói rõ ở trong nơi trang 103. Nếu mà có thể thì tôi nhờ ban biên tập đọc cái đoạn văn này, đưa người mẹ từ chữ này. Trước tiên, họ sử dụng Đức Mẹ Fatima, mà việc tôn sùng mấy năm gần đây đã được tăng cường qua việc thành lập Đạo binh Đức Mẹ, Đạo binh Xanh, Hiệp hội Chiến sĩ Đức Mẹ. Tất nhiên, Đức Mẹ được giao cho chức năng chính trị là để giải thoát những kẻ tôn sùng Ngài. Người ta đồn rằng Đức Mẹ hiện ra ở Ba Làng, Thanh Hóa để ra lệnh cho giáo dân đi vào Nam, bởi vì mẹ cũng bỏ miền Bắc Việt Nam. Việc hiện ra hình như đã được dàn dựng tài tình bởi một linh mục. Ông đã mặc áo Đức Mẹ cho một thiếu niên và đã cho em đó đứng vào sau bàn thờ Đức Mẹ Fatima. Trước mấy cây nến lung linh, ánh sáng lung linh, một vài nhà đạo đức coi đó là Đức Mẹ hiện ra, nói với họ một giọng dịu dàng nhưng minh bạch rằng phải từ bỏ đất Cộng sản bất cứ giá nào mà tìm lánh sang vùng đất tự do. Đức Mẹ sắp sửa bỏ miền Bắc.
từ miệng qua tai, tin đồn được loan ra như một vết dầu loang, được thêm thắt những nét chấm phá mới, kèm theo những lời tiên tri mới hoặc những điềm gỡ tin báo tai ương sắp đổ tới. Óc tưởng tượng của dân chúng lại bày ra những chuyện linh mục bị tàn sát, những mật lệnh của Hồ Chí Minh phải tiêu diệt cho hết người Công giáo hay là bắt họ phải bỏ đạo. Đồng thời, ông Đại tá Lên Đeo là giám đốc CIA tại Sài Gòn. Thì ông ấy ngoài cái vật là ông ấy chủ động đưa cái người Công giáo miền Nam tổng số là theo tôi biết là sách đưa tu Việt Nam của ông Bernaphone là 600.000 người Việt kinh Công giáo và khoảng hơn 100.000 người không Công giáo vào miền Nam để làm lực lượng ủng hộ ông Diệm. Thì đồng thời tại miền Nam, ông Len Đeo lại đi tiếp xúc với lại các tướng cao đài như ông Trịnh Minh Thế, ông Nguyễn Thành Phương và các tướng hòa hảo như ông Nguyễn Giác Ngộ và ông Trần Văn Soái, và cái số tiền đi tiếp xúc mua các ông tướng này đem về để ủng hộ ông Ngô Đình Diệm nó vào khoảng 12 triệu Mỹ Kim. Thì như vậy là ông ấy chủ trương đem tất cả những các tướng lãnh ngày xưa đó, vừa chống Pháp vừa chống Việt Minh, bỏ tiền ra mua đem về làm cái lực lượng hỗ trợ cho ông Diệm. Cái bài viết này là viết bằng tiếng Anh, nó ở nơi trang 145 và 146 trong cuốn sách tên là The Two Vietnams của ông tác giả Bernaphone. Đó là như vậy là Mỹ đã tìm đủ mọi cách để củng cố cái lực lượng và các thế lực để ủng hộ Ngô Đình Diệm ngồi tại chỗ và để vi phạm cái hiệp định Geneva, rồi sau đó để làm thế lực coi bảo vệ cái chính quyền miền Nam tại vị cho đến lúc cuối cùng, mà không biết rằng sau này thì bị nhân dân ta lật đổ. Bây giờ tôi nhờ ban biên tập đọc tiếp những cái đoạn văn mà miền Bắc cố gắng để mà lo cái việc làm sao để được qua tổng tuyển cử. Ngày 5 tháng 1 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Một trong các nhiệm vụ cấp bách của chúng tôi là thi hành đúng đắn Hiệp định Geneva và củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, độc lập, dân chủ trong toàn quốc. Trong sự thi hành nhiệm vụ đó, chúng tôi sẵn sàng hợp tác thành thật với tất cả những nhân vật hoặc nhóm Việt Nam nào tán thành ủng hộ những mục đích đó, bất kể xu hướng chính trị và tín ngưỡng khác nhau." Ngày 13 tháng 7, 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố khi trả lời hãng thông tấn: "Nhân dân cả nước Việt Nam sẽ đấu tranh mạnh hơn để cho có tổng tuyển cử tự do trong khắp cả nước. Đó là nguyện vọng tha thiết của toàn dân Việt Nam, đã được Hiệp định Geneva 1954 thừa nhận. Đất nước Việt Nam từ Bắc đến Nam là một khối, cần được thống nhất, không thể chia cách Việt Nam thành hai nước riêng biệt, cũng như không thể chia cách Hoa Kỳ thành hai nước riêng biệt." Rồi trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Anh Rod Sample, báo Tin Nhanh hàng ngày vào ngày 26 tháng 4 năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Hòa bình ở Việt Nam đang bị đe dọa vì Hiệp định Geneva đang bị chính quyền miền Nam vi phạm nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp đấu tranh bằng đường lối hòa bình để Hiệp định Geneva được thực hiện triệt để." Rồi năm 1956, Việt Nam Cộng Hòa được thành lập trên cơ sở quốc gia Việt Nam dưới sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ. Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục theo đuổi chính sách của quốc gia Việt Nam là từ chối tổng tuyển cử với lý do nghi ngờ về việc có thể bảo đảm những điều kiện của cuộc bầu cử tự do ở miền Bắc. Báo Việt Nam News Agency ngày 7 tháng 2 năm 1955 có đăng: "Trong khi tiến trình yêu cầu và từ chối đàm phán vẫn tiếp diễn, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn cố tái lập quan hệ thương mại giữa hai miền để giúp nhân dân hai vùng trao đổi kinh tế, văn hóa và xã hội nhằm tạo thuận lợi cho việc khôi phục cuộc sống bình thường của người dân. Nhưng cũng như vấn đề bầu cử, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thậm chí còn từ chối cả việc thảo luận." Ngày 25 tháng Giêng năm 1956, Trung Quốc và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhắc lại đề nghị tái triệu tập hội nghị Geneva để tổ chức tổng tuyển cử. Tới ngày 18 tháng 2 năm 1956, phía Liên Xô đạt được thống nhất với Trung Quốc và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong việc tái triệu tập hội nghị Geneva. Sau đó, Trường Chinh khi sang Moscow họp tại Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1956 đã nói với
Vasily Kuznetsov, Thứ trưởng Ngoại giao Liên Xô, rằng miền Bắc chưa hội tụ đủ tất cả điều kiện nhưng đã có đủ các điều kiện chủ chốt để tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước, và đề nghị Liên Xô giúp đỡ cho việc hội nghị cố vấn của ICC vẫn chưa diễn ra, đã gây cản trở cho việc tổng tuyển cử như kế hoạch. Trường Chinh đề nghị tổ chức cuộc họp giữa 9 bên tham gia hội nghị và 3 bên tham gia ICC để thúc đẩy tổng tuyển cử. Tới ngày 11 tháng 4 1956, trong cuộc gặp giữa Đại sứ Liên Xô tại Hà Nội Mikhail Zimianin, Ủy viên Trung ương Đảng Phạm Hùng tiếp tục khẳng định Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiếp tục theo đuổi biện pháp hòa bình để thực thi nghiêm chỉnh hiệp định, thậm chí sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ngô Đình Diệm bất chấp việc thực thi hiệp định ở miền Nam đang rất bấp bênh. Tháng 7 năm 1956, sau khi yêu cầu đàm phán không được chính quyền Ngô Đình Diệm trả lời, Hà Nội yêu cầu các đồng chủ tịch hội nghị Geneva tổ chức một cuộc hội nghị mới. Yêu cầu này lại được lặp lại vào tháng 8. Các yêu cầu đàm phán với chính phủ Ngô Đình Diệm tiếp tục được gửi vào tháng 6 và tháng 7 năm 1957, tháng 3 và tháng 12 năm 1958, tháng 7 năm 1959 và tháng 7 năm 1960, nhưng tất cả đều bị từ chối. Đáp lại, phía Liên Xô khẳng định chỉ có thể tác động tới phái đoàn Ấn Độ và cũng cảnh báo với Trường Chinh rằng sẽ không có việc tái triệu tập hội nghị. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải chấp nhận rằng không có tổng tuyển cử và Việt Nam phải tự chuẩn bị phương án cho chính mình. Bất chấp việc không được Liên Xô và Trung Quốc ủng hộ, thậm chí Liên Xô đã nhắm mắt trước những gì đang xảy ra tại Đông Dương, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn tiếp tục có những nỗ lực ngoại giao.